làm gì có công việc ước mơ, bởi vì nếu mà được ước mơ và ước mơ đấy thành hiện thực thì không ai ước mơ đi làm. Hôm vừa rồi mình vừa mới nghe được một cái quan điểm như thế, và khi mà mình mang cái quan điểm đấy đi chia sẻ cho bạn bè thì mấy đứa bạn mình lại chửi mình và bảo mình là kiểu pick me. Xong rồi chúng nó bảo là mình đang làm một cái công việc mơ ước, rất là mơ ước, hoặc là ít nhất đối với chúng nó hoặc đối với một vài người thì công việc của mình thực sự là một công việc mà nhiều người ước mơ. Xong rồi mình mới hỏi mọi người là tại sao mọi người lại nghĩ là công việc của mình là công việc mơ ước. Mọi người trả lời mình là công việc của mình là một công việc được đi nhiều, được biết nhiều, được gặp gỡ nhiều và được trải nghiệm nhiều thứ. Mình thì nghĩ đấy là một cái niềm vui và là một điểm tích cực trong cái công việc hàng ngày của mình thôi, chứ mình cũng không nghĩ đấy là một cái điều gì đấy nó đáng mơ ước. Nhưng mà bởi vì là có nhiều người nghĩ rằng đây là một công việc rất là mơ ước, nên là cũng có rất nhiều người và rất nhiều lần mình nhận được cái câu hỏi là phải làm gì để làm được cái nghề này. Mình cũng không biết là phải trả lời như thế nào cho đúng, bởi vì là cái công thức của mình nó có thể đúng với mình nhưng mà nó chưa chắc là nó sẽ đúng với tất cả mọi người. Mình thì đã được học và được chỉ dạy rất là nhiều, từ kỹ năng quay phim khi mới vào nghề, rồi trở thành photographer đi chụp xe, biên tập tin bài mỗi ngày, kỹ năng lãnh đạo một team nhỏ thôi nhưng mà nó là một team, và rất nhiều những cái va chạm khác để đưa mình đến hôm nay. Cơ mà mình luôn nói là có một cái điều, có một cái kỹ năng rất quan trọng mình luôn nhắc mọi người luôn cần phải trau dồi, dù là mọi người làm công việc này hay làm công việc khác, đấy là kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp thì bây giờ nó gồm rất là nhiều mặt và càng nhiều mặt hơn trong xã hội ngày nay, khi mà chúng ta không chỉ giao tiếp trực tiếp nữa mà chúng ta còn giao tiếp qua rất nhiều những cái nền tảng mạng xã hội. Thế nên nhiều khi trước đây thì có thể không, chứ ở thời đại bây giờ thì việc giao tiếp đôi khi cần đầy đủ cả 4 kỹ năng nghe nói đọc viết. Bạn nói sao với người ta, bạn nghe người ta nói gì, bạn đọc thông tin từ người ta như thế nào và bạn viết gì cho người ta xem. Ví dụ khi đi quay phim thì mình cũng phải biết cách giao tiếp với ekip để có những cách quay phim hiệu quả. Đến khi đi chụp ảnh thì ngày xưa cái kỹ năng giao tiếp gần như là quyết định tất cả, bởi vì nếu mà mình không phải là một người giao tiếp tốt và mình không thể nói chuyện được với mọi người, nói chuyện được với các chủ showroom, các chủ xe, thì mình không thể nào mượn được những mẫu xe rất là xịn, rất là đắt để có thể làm nội dung cả. Câu chuyện giao tiếp còn quyết định luôn cả việc bạn có phải là một leader được việc hay không. Và trộm vía thì đến giờ này mình nghĩ là mọi chuyện nó không quá tệ. Cả 4 kỹ năng giao tiếp kể trên thì hiện giờ mình đang phải dùng khá là nhiều, đặc biệt là khi những cái chuyến đi công tác nước ngoài càng ngày nó càng dày đặc. Chắc là mình cũng không cần phải tâm sự thêm về sự bận rộn của công việc hiện tại, bởi vì mình cũng tâm sự khá là nhiều lần rồi. Nên là hầu hết những cái kỹ năng ngôn ngữ mà mình sử dụng, mình vẫn đang cố gắng tự học và tranh thủ học vào thời gian rảnh. Ví dụ sau một ngày dài tại Monaco thì mình vẫn có thể mở Prep ra, ngồi học qua một xíu tại phòng trước khi thay đồ và đi ngủ. Bởi vì Prep là một ứng dụng cho phép học TOEIC theo lộ trình chi tiết từng ngày. Mình có thể chủ động học mà không bị phụ thuộc vào ai cả. Study Plan được thiết kế theo màu sắc: xanh dương là bài chưa học, xanh lá là bài đã hoàn thành, và màu vàng là bài chưa học xong, màu đỏ thì là bài kiểm tra. Mình thì mù màu nhưng mà mấy cái màu cơ bản này thì vẫn đủ khác biệt để nhận ra, nên là cộng một respect cho Prep. Cái việc mà mình vẫn có thể hào hứng để có thể ngồi lại vào bàn và học một cái gì đấy sau một ngày dài làm việc, nó nằm ở phương pháp. Prep sử dụng phương pháp CBL, đó là Context Based Learning. Đại khái là học theo những cái câu chuyện, những cái ngữ cảnh, giống như là mình đang ngồi và xem những cái video ngắn, giống như khi mà mình lướt mạng xã hội ấy. Các thông tin về từ vựng, ngữ pháp thì sẽ được lồng ghép vào trong những cái tình huống thực tế. Nó vừa dễ hiểu và nó vừa giúp cho người xem như mình có thể hiểu được là cái từ ngữ đấy, cái cấu trúc đấy thì thường sẽ sử dụng trong cái ngữ cảnh chính xác nào. Mình thấy ở Prep thì các thầy cô sẽ dạy theo từng dạng bài và từng part ở trong bài thi, nên là bạn nào mà học ở đây để đi thi thì mình thấy nó tương đối là chuẩn. Còn bản thân mình thì mình học ở đây để có thể nâng cấp được cái khả năng giao tiếp tiếng Anh của mình ở trong công việc, và cũng là để ứng dụng khi làm việc nữa. Nên là mình thấy có một cái ưu điểm nữa khi mà học theo phương pháp này là tính ứng dụng thực tiễn trong cuộc sống. Còn khi nào mà mình rảnh rang hơn một tí, ví dụ như kiểu mình ngồi cà phê một mình vào một buổi sáng cuối tuần chẳng hạn, thì mình sẽ mở ứng dụng ra để làm một bài thi thử. Mình sẽ thử một cái đề TOEIC trong phòng thi ảo Prep AI để có thể kiểm tra được khả năng của bản thân. Phòng thi thì ảo nhưng mà thi thì thật và kết quả thì cũng thật. Gọi thế là bởi Prep AI có hỗ trợ chấm điểm sát từng tiêu chí với thi thật. Ví dụ như là speaking thì AI sẽ nghe cả âm vị, ngữ điệu để kiểm tra phát âm chuẩn. Với writing thì AI sẽ gợi ý và nâng cấp bài viết cho bạn bằng việc đưa ra nhận xét và gợi ý nâng cấp từ vựng, cấu trúc bài viết. Listening và reading thì có rất nhiều bộ đề như thế này đây. Các bạn nào mà đã ôn thi TOEIC thì chắc chắn là sẽ nhận ra những cái bộ đề quen thuộc này. Và cái hay nữa là có giải thích đáp án chi tiết cho từng câu luôn nhá. Đây, ví dụ từng câu như này các bạn sẽ thấy là giải thích rất cụ thể tại sao lại dùng cái này, dùng cái kia và tại sao lại phải chọn phương án này. Dành cho các bạn muốn học TOEIC ở Prep thì mình sẽ gửi tặng các bạn một cái code Phúc Thành. Các bạn hãy sử dụng cái code này khi mà học Prep nhá, bởi vì các bạn sẽ nhận được rất rất nhiều ưu đãi. Đây, những ưu đãi thì mình sẽ hiện ở đây.
Giao tiếp thì là yếu tố vô cùng quan trọng dù bạn ở bất kỳ vị trí nào. Để đi từ điểm 0 đến điểm 7 hay là từ điểm 7 đến điểm 10 trong cuộc sống thì ở đâu cũng có dấu chân của giao tiếp. Đó cũng là thứ mà mình đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục luyện tập trong tương lai. Trải nghiệm khóa TOEIC thì Prep cũng cho mình trải nghiệm Prep Talk. Đây là một khóa học tiếng Anh giao tiếp với AI. Mình thấy khóa này thì sẽ đặc biệt phù hợp cho các bạn đi làm, bởi vì ngoài học để giao tiếp thì Prep Talk còn có các bài học từ vựng, tình huống, thực hành riêng cho từng ngành nghề công việc. Tổng cộng thì nó sẽ có khoảng 7 ngành nghề với những cái từ vựng và những cái từ ngữ chuyên môn đã được Prep chọn lọc từ trước. Cách học thì rất là đơn giản bởi vì nó chỉ có 4 bước thôi: nghe, nhớ, nhạc và nói. Quan trọng nhất của cái việc giao tiếp ý là các bạn sẽ được thực hành và được tự do nói chuyện với AI. Sau đấy thì các bạn sẽ được nhận xét, sửa lỗi chi tiết ở từng từ và từng câu một. Cái hiệu quả của việc này là các bạn sẽ được cải thiện rất nhanh về phát âm và phản xạ nói. Các bạn quan tâm thì có thể theo dõi thông tin cũng như là các ưu đãi mình sẽ để dưới phần comment nhé. Còn với những chuyến đi như thế này, và đặc biệt là với những chuyến đi xa tới những vùng đất mới, nơi mà mình có thể gặp gỡ và làm việc với những người bạn quốc tế, thì nó vừa là cơ hội để mình luyện tập, vừa là cơ hội để mình có thêm động lực trau dồi ngôn ngữ và khả năng giao tiếp nhiều hơn. Qua đấy thì mình cũng hiểu được thêm nhiều về tri thức của nhân loại. Còn công việc này có phải là công việc mơ ước không ạ? Để mình suy nghĩ xem nhé. Alo? Alo, Thành đi à? Đi Monaco đúng không? Nhớ là đi làm ấy, không phải đi chơi đâu. Làm 20-30 view à cho anh nhá. Gọi 30-40 đi. Làm chơi.